Vâng, trong phiên chợ hôm nay ở thị xã Sơn Tây tôi thấy có một xe hàng. Các anh mang đến cũng có một số những cái cây nguyệt nhìn rất đẹp. Những cây nguyệt quế có cái tuổi đời tương đối cao. Thân đã đóng cốt chậu lâu năm và một cái nét già rất là nổi bật. Tôi đưa cái hình ảnh này lên để chúng ta tham khảo. Đây cũng là một xe mà ít xuất hiện ở chợ Sơn Tây. Hôm nay thấy có cái sự xuất hiện với nhiều cây nguyệt quế rất là già cây. Cây nguyệt này bao nhiêu anh ơi? Cây này tôi bán là 10 triệu. 10 triệu cây này à? Cây này có lẽ là nếu mà nói tổng thể về form cây là cây đẹp nhất ở đây đấy. Theo tôi đánh giá đấy. Nói về cái bóng dáng cây, không già thì những cây này cũng già. Nhưng mà cái bóng dáng này, tầm vóc, cái dáng của nó. Còn này, như tôi đã nói rồi, cái độ tuổi ở đây thì khỏi phải bàn rồi. Già bạc trắng hết cả rồi. Bởi vì tôi thấy ở góc chợ này cũng làm lạ là chưa thấy xuất hiện, nhưng mà hôm nay có cái xe hàng mới Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn luôn. Mà xe hàng này là của các anh đến từ Thạch Thất. Vâng, anh cho giao lưu cái số điện thoại đọc chậm của anh cái. 0912 250 123. Ok. Đây là một xe hàng không thường xuyên có mặt ở đây. Nếu mà phiên sau các bác đến góc của một bên đường vào khán đài của sân vận động thì sẽ gặp. Còn nếu không thì có số điện thoại trên màn hình đọc chậm, chúng ta cùng nhau với giao lưu với anh. Anh tên là gì nhỉ? Tôi tên là Cường. Anh Cường, rồi. Anh Cường Thành Tất. Ngoài những cây nguyệt quế ra thì còn có linh sam và những cây si trắng. Cái đây là cây si, hình như là si nguồn gốc Đài Loan thì phải. Phải không anh? Dạ vâng. Cây này là cây si da báo. Cây si da báo, cũng đặc biệt đấy. Với cái bệ rất tuyệt vời đây. Bệ chia gốc, chia rễ rất đều. Si da báo, có phải thân cây nó giống cái vỏ da báo không? Vâng. Với báo giá bao nhiêu anh? Cây này là 6 triệu. 6 triệu. Dòng si này thì lá nhỏ. Tôi tham khảo tiếp với các bạn một số cây linh sam này. Cây linh sam này bao tiền ạ? Cây này 5 triệu. 5 triệu cây này. Vâng, có hai cây mai chiếu thủy. Trên kia một cây nữa. Nhưng cây trên kia đẹp hơn. Vâng, cây này là một đôi, một cặp. Một đôi cặp. Can. Tam can ngũ thường à? Dạ vâng. 1, 2, 3, 4, đúng rồi. 5. Và hai cây tử cũng đối nhau y hệt, cặp đôi đối xứng cả từ chậu luôn, đẹp đấy. Cái này nó có tên khác là con tam đa cha ngũ phúc. Đúng rồi, con thì ở dưới là ba tán. Con tam đa cha ngũ phúc, còn cây phụ thì cây cha thì là có bốn tán với một ngọn là năm. Chơi đối xứng. Ở giữa cho cây lộc vừng nữa, tầm nhỏ nữa cũng được. Cặp đôi này giá bao nhiêu anh? Cặp này nó giao lưu là 10 triệu. Vâng, 5 triệu một cây, 10 triệu cả cặp.
đưa cái đôn giống nhau vào nữa là chơi cặp đối xứng được. Con thì tam đa mà cha thì ngũ phúc. Bao nhiêu phúc đức, bao nhiêu ở hiền gặp lành của người cha là dành cho người con. Vâng, cuốn video này tôi sẽ để tên là 10 triệu cặp đôi Mai Chiếu Thủy, con tam đa cha ngũ phúc. Anh cho tôi xin kiểu ảnh nhá anh Cường. Đứng trước đi, đứng đằng sau, vòng đằng sau. Đây là anh chủ vườn đây. Anh Cường ở xã Đồng Trúc, đồng hương với anh Nguyễn Văn Ngọ, chủ sinh thái Đầm Bạc ở Thạch Thất, Hà Nội. Đây là cái ảnh đại diện của cái video này. Vâng, xin cảm ơn anh. Đôi đẹp. Chính đôi này đôi chơi hay này, chơi theo lối cổ của các cụ mọi ngày đấy. Đôi hoàn thiện đẹp. Hoàn thiện đẹp. Chỉ có cái khâu vệ sinh cỏ giả mới, anh chắc là nhà nhiều cây quá anh không chăm được. Vâng. Chính là đôi này chơi theo. Đôi tỉa to hoàn thiện đẹp này. Ừ. Đẹp đẹp. Hoa thơm, rất thích. Một số cây như cây me này bao nhiêu anh ơi? Cây me giao lưu là 3 triệu đúng không? Vâng, 3 triệu. Hai cây khế gân nữa, một cây khế gân nữa và một cây me nữa. Cây khế gân này bao nhiêu? Cây khế gân 1,8 triệu. Triệu 8 một cây này. Chứng tỏ cái ô tô của anh cũng đa dạng phong phú chủng loại đấy. Trên này còn có những cây tùng La Hán nữa, tôi giới thiệu sau với các bạn. Cây me dáng trực này. Cây me này bao tiền? 2,5 triệu. 2,5 triệu à? À được. Vâng, có thể các bạn đến được phiên chợ và gặp nhau không thì chúng ta có số điện thoại rồi. Địa bàn ở Thạch Thất rất là thuận tiện cho giao thông ven trục lộ Đại lộ Thăng Long. Trên này chúng tôi thấy anh còn có hai cây tùng à? Vâng, một đôi tùng ạ. Một đôi đối xứng à? Đôi tùng tứ diện. Được rồi. Tuy còn để trên xe mà để sát nhau nhưng tôi cũng sẽ cố gắng là truyền tải cái hình ảnh. Đấy. Cái tùng này cũng là trực liên chi, lắc, trực lắc. Hai cây có giống nhau không? Giống nhau. Giống nhau à? Đây là cây bên này. Chúng ta sang phía cây bên kia, phía đối diện xem. Vâng, là cây đối diện bên phía bên này đây. Và anh báo giá bao nhiêu? Cặp này có bán là 60 triệu. 60 triệu. Và anh có thể tìm cho tôi đuôi tùng giáng long không? Hàng trực à? Tưởng có giáng long anh gửi cho tôi cái ảnh này, tôi phi xuống tôi mang tiền cho tôi lấy vì có người đặt tôi mà. Đôi tùng giáng long và cây lộc vừng để người ta chơi theo bộ tùng lộc. Vâng, trên này còn một số những cây nguyệt quế nữa. Và có một cây mai chiếu thủy gốc côn đậm hơn này. Gốc mai này bao nhiêu anh? 15 triệu. Gốc mai này 15 triệu.
Được. À, tôi đã giới thiệu hết với các bạn cả xe hàng của anh Cường, xã Đồng Trúc, Thạch Thất. À, mời các bạn giao lưu qua số điện thoại đọc chậm của anh Cường. À, lần đầu tiên, có phải lần đầu mình lên đây không? Vâng, lần đầu tiên anh Cường có chuyến hàng xuất hiện ở chợ Sơn Tây. À, tôi đã giới thiệu với các bạn luôn. Đỗ Sinh xin dừng hình cuốn video này để tiếp tục giới thiệu với các bạn những quầy hàng sau.